Đoạn này rất nguy hiểm nhé các bạn. Một này, hai này. Một này, hai này. Đó. Kỹ thuật này nó cực kỳ khó. Cả các bạn đã trở lại với kênh võ thuật của Toàn. Thì như đã hứa với các bạn ở video trước là hôm nay mình sẽ hướng dẫn phân thế những đòn trỏ cho các bạn xem. Và hôm trước thì hôm qua thì mình có chia sẻ video là mình đánh bao cát bằng kỹ thuật trỏ. Thì hôm nay mình sẽ phân thế trực tiếp với bàn tập. Thì các bạn xem và các bạn có thể tham khảo video và có thể tự tập võ tại nhà với những bạn của mình, hoặc là các bạn có thể tự tập một mình và tưởng tượng ra các bạn tập nhé. Thì đây là bàn tập của mình. Thì ở cái tư thế này thì mình sẽ có rất nhiều các đòn đánh trỏ. Thì không những là đòn đánh đá chân sử dụng trỏ mà đòn tay cũng sử dụng được trỏ nữa nhé các bạn. Thì đầu tiên thì mình sẽ phân thế những đòn đánh cận chiến cho các bạn xem nhé. Đây, lùi trước. Đây, khi mà mình đang đứng thì bất ngờ tấn công thì đối phương tấn công này. Này anh đỡ trỏ này, các bạn xem này, đỡ trỏ được thì cái kỹ thuật này chúng ta có thể là đánh được cả hai cái trỏ, là một là đánh trỏ trên này, đánh trỏ trước này, đánh trỏ thì chúng ta đánh cho phần thái dương và phần quai hàm của đối phương nhé các bạn. Nhớ nhá, điểm đánh chúng chính là thái dương và quai hàm nhé, thái dương và quai hàm đó. Khi chúng ta gập hẳn tay lại chúng ta đánh này, hai này, đó, đánh cái tay trước này, một này, hai này, một, thái dương một quai hàm đó. Khi chúng ta gập hẳn tay lại chúng ta đánh này, đó, lại nhé, lên này, lên lại, lên đó, thấy chưa? À, chúng ta phải áp sát và chúng ta đánh trỏ ngay lập tức luôn nha các bạn. Các bạn tập cho mình là cái bước áp sát vào chúng ta đánh trỏ, bởi vì cái kỹ thuật đánh trỏ là các bạn hiểu rằng phải áp sát thì đánh nó mới hiệu quả này nhé các bạn. Lên này, lên này, đó, thấy chưa? Khi đối phương tấn công là mình lên luôn này, thấy chưa? Tấn công lên. Khi đối phương mà đỡ được này, em đỡ lên này, đỡ được thì chúng ta chuyển ngay cái trỏ kia chúng ta đánh luôn. Đó, qua đây, qua đây. Tấn công lên em. Khi đối phương đỡ được trỏ của mình này, dùng tay đỡ được trỏ thì chúng ta chuyển qua ngay cái tay kia chúng ta đánh trỏ luôn. Đó là đánh cái trỏ sau nhé các bạn này, lên này. Một này, đỡ này, hai, đó, xem lại nhé các bạn này. Tấn công lên, một này, hai, đó. Cái tình huống đó là người ta sẽ đỡ được nhé. Tiếp theo nữa, đòn này nó nguy hiểm nữa này ha. Tức là đánh trỏ sau, thì tấn công lên này. Còn là đỡ được tay đối phương này, chúng ta bắt lên, chúng ta đánh trỏ sau vào phần tay dương của đối phương nhé các bạn. Kỹ thuật này hơi khó này, đứng xa xem chân này, xem chân này, tấn công anh em, đỡ được này, xoay cái chân này. Khi mà chúng ta đánh cái củ trỏ sau chúng ta thủ vậy thì chúng ta xoay cái chân, chúng ta đồng thời liếc cái mắt quan sát điểm đánh và chúng ta đánh trỏ nhé các bạn. Đó anh em, đỡ được này, xoay cái chân này, đánh trỏ này, xoay cái chân này, xoay chân này, đánh trỏ này, đó. Chúng ta phải xoay được cái chân này, chúng ta xoay eo, mắt chúng ta quan sát. Giống như video hôm qua mình đã hướng dẫn này, xoay chân này, quan sát vào mắt này, tấn công này, khi đỡ được này thì xoay cái chân này, xoay eo và mắt nhìn theo chúng ta đánh này, thì cái lực nó mới mạnh được. Muốn đòn này nó rất là mạnh nên các bạn chỉ cần kết hợp chân, hông eo và quan sát mắt thì các bạn đánh đúng một đòn và đúng điểm là sẽ out đối phương rồi. Đây này, đó, out đối phương này hả? Công này. Đó là hôm qua mình đã hướng dẫn là kỹ thuật đánh bao, hôm nay mình phân thế là như vậy. Còn tiếp theo nữa, nếu mà đối phương sử dụng chân thì chúng ta sẽ đánh như thế nào? Thì ở tình huống này mình sẽ sử dụng cái đòn phá đòn chân của đối phương nha các bạn nè. Đối phương đá này này, cái công đá này, đỡ được rồi, lên cái trỏ này. Đó, đá này này, lên cái trỏ này. Tiếp tục là lên cái trỏ sau này. Đó các bạn xem này, anh cái trỏ sau luôn nhé. Lên trỏ sau này. Thì các bạn nhớ là phải áp sát nhanh nhá, bởi vì đòn trỏ là nó phải đánh gần nhá, các bạn ở khoảng cách xa quá là các bạn đánh không trúng được đâu. Các bạn tập luyện các bạn phải căn cái khoảng cách là chúng ta cận chiến nhá các bạn. Đây này. Một này, hai này ha. Và tiếp theo nữa, chúng ta cũng có thể sử dụng được đòn trỏ sau giống như khi nãy này, đá cao lên hơn nữa này. Quay này, đánh trỏ này. Đó. Đòn này rất nguy hiểm nhá các bạn. Một này, hai này. Một này, hai này, đó. Kỹ thuật này nó cực kỳ khó nên chúng ta các bạn quan sát được qua đây em đá này. Đá lên này, đỡ tay này thì đồng thời chúng ta quay cái chân này, xong rồi chúng ta đánh trỏ này. Các bạn nhìn thấy rõ không? Mùi nó nhiều hơn em. Này đá lên này, đó, xoay cái chân này, đánh cái trỏ này. Chúng ta quen
là chúng ta phải làm liền luôn nhé các bạn, chúng ta phải đi luôn này, làm liền luôn này, đó nó vậy nó mới nhanh được nhé. Thì trong lúc tập luyện thì các bạn không nên vội vàng, mình chia sẻ luôn là trong lúc tập luyện các kỹ thuật đòn mà mình chia sẻ thì các bạn tập luyện tại nhà thì các bạn không nên vội vàng. Chúng ta đầu tiên là chúng ta tập chuẩn kỹ thuật trước, sau đó chúng ta mới nhanh nhé các bạn. Đừng có vội vàng mà chúng ta tập nhanh trước nó bể kỹ thuật. Trong lúc hướng dẫn kỹ thuật thì các bạn nhìn trước là học khái niệm với từ học, mình đã nói với các bạn hôm qua là học là gì, học là cách bắt chước người khác. Thì các bạn bắt chước mình thì các bạn tập chậm trước cho mình. Tại sao mình phân thế các kỹ thuật mình hướng dẫn, mình không bao giờ mình tập nhanh cho các bạn? Bởi vì khi mà hướng dẫn cho các bạn là để cho các bạn nhìn và các bạn xem. Nếu mà mình tập đánh nhanh quá, các bạn không nhìn rõ, các bạn không hiểu, các bạn tập sai kỹ thuật, đó là mình hướng dẫn, đó là mình không thành công. Mà mình muốn hướng dẫn các bạn thành công thì mình phải làm chậm, làm đi làm lại cho các bạn xem, để các bạn nhìn thấy rõ kỹ thuật rồi các bạn tập theo được. Chứ mà bây giờ mình làm nhanh quá các bạn không nhìn theo, các bạn comment các bạn cũng nói mà làm chậm quá. Nhiều bạn ấy bảo anh cứ đánh nhanh đi. Nói thật sự ra là các bạn chưa hiểu gì về lĩnh vực là dạy võ đâu. Bởi vì người dạy võ nó khác người tập võ. Người tập võ thì cần nhanh, nhưng mà người dạy võ không cần nhanh. Người ta chỉ cần chuẩn và chính xác kỹ thuật để cho người học nắm bắt được. Đó, mình yêu cầu của người dạy là như vậy nhé các bạn. Không thì các bạn cứ comment bảo anh cứ làm nhanh đi, nhưng mà làm nhanh cho bạn có hiểu được hay không mới là quan trọng. Thì cái vấn đề học võ các bạn cứ phải từ từ nhé, không được đốt cháy giai đoạn. Nhiều bạn là gọi điện comment, hoặc tối hôm qua mình cũng chia sẻ luôn là có một số trường hợp gọi là hơi chế cho mình về hỏi kỹ thuật này kỹ thuật kia. Thật sự ra các bạn biết không, giờ chế thì mình dậy sớm là 5 giờ sáng, mình đã phải dậy đúng một lớp 5 giờ sáng rồi. Tại vì các bạn thương mình thì khuya thì các bạn đừng có gọi cho mình, bởi vì giờ đó mình đã nghỉ ngơi rồi. Thật sự ra là mình không nghe máy thì bảo mình chạy, mình nghe máy thì thật sự ra mình còn phải dậy sớm nữa, khoảng tầm trên 10 giờ thì các bạn đừng có gọi điện cho mình nhé. Mình khuyên là như vậy. Thời gian đó là thời gian mình nghỉ ngơi và ăn uống rồi. 9 giờ mình cũng mới tan lớp, tối mình mới nghỉ ngơi ăn uống và tắm rửa xong rồi đó, 10 giờ và sau đó mình tranh thủ mình đi ngủ sớm để sáng sớm 5 giờ mình có mặt để mà dạy lớp sáng rồi. Đối cho các bạn để ý nhé, không gọi đêm khuya nhé, hoặc là nhắn tin đêm khuya mình không trả lời thì bảo là mình tránh, mình trả lời thì cứ gọi nhắn qua nhắn lại như vậy thì mình lại làm cho mình thức khuya. Đối cho mình rất ngại là như vậy, bảo là ông này ông tránh thế này thế kia, là thật sự ra là điều đó không có. Mà gọi điện với cả những người lớn tuổi như vậy hỏi rất chi là khuya, gọi giờ cao điểm quá mình không nghe cũng được. Mà các chú lớn tuổi mà các chú hỏi thế này thế kia mình chẳng không trả lời không được. Thì cũng chia sẻ như tình huống hôm qua, xin lỗi chú. Vì thật sự ra cũng có một chú lớn tuổi cũng gọi, mà gọi đêm khuya quá, mình cũng nói khéo với chú là bảo là mình có công việc rồi, thì đối ra mình không nghe được máy nữa, thông cảm cho mình, có gì sáng mai gọi lại. Thì cũng xin phép là xin lỗi chú, bởi vì hôm qua là cũng không nói chuyện được với chú. Nhưng mà cũng các bạn phải thông cảm cho mình, bởi vì giờ khuya rồi thì mình là giờ nghỉ ngơi, nên những giờ đó các bạn căn sao các bạn gọi cho mình sớm hơn hoặc là ban ngày cũng được, chứ đừng có gọi chế quá nhá. Thông cảm cho mình là vấn đề đó nhá. Còn về vấn đề chuyên môn về võ thuật thì các bạn yên tâm, các kỹ thuật những đòn đánh mình hướng dẫn thì các bạn cứ nhìn là các bạn có thể là tự làm theo được và không khó để học các kỹ thuật từ mình. Rồi mình dạy rất chi là rõ ràng, đã không hướng dẫn thì thôi, thì hướng dẫn thì phải rõ ràng và rành mạch để cho người học người ta dễ hiểu và dễ nắm bắt nhất. Thì các bạn nhớ là đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.